Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo và lễ ký thỏa thuận hợp tác về triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản lần thứ 6 và triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam, Việt Nam Manufacturing Expo 2015. Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vietjet Bùi Huy Sơn cho biết, triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản SIE đã trải qua 5 kỳ tổ chức tại Hà Nội. Đây là một loại hình triển lãm đặc biệt, nơi kết nối đối tác cho các bên cung và cầu, hứa hẹn nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư tiềm năng giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và những nhà sản xuất nội địa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Chính phủ Việt Nam đã xác định công nghiệp hỗ trợ là nền tảng đặc biệt quan trọng trong phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển. Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết, đối với SIE 2015, sẽ có khoảng hơn 100 nhà triển lãm Nhật Bản và Việt Nam tham gia trưng bày các linh kiện sản phẩm tiềm năng. Còn đối với Việt Nam Manufacturing Expo 2015, VME, sẽ trưng bày các máy móc và công nghệ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, với sự tham gia của hơn 200 thương hiệu đến từ 20 quốc gia. Năm nay, VME sẽ tập trung vào các lĩnh vực chế tạo phun màu và công nghệ ép phun nhựa.